em nữa kìa. Giúp em uống kìa. Giúp em banh cho bình nữa kìa. Mấy xu quýnh con tôi. Mẹ 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 nhấn mặn mẹ rồi. Mặt ba nè ba, mặt nè mẹ kìa. Tôi nói chuyện nghe em đây, mẹ quay nè. Nói chuyện nghe em. Nói chuyện nghe em, hỏi em làm gì vậy đi. Rồi nó cục quanh hai bị nó cục kìa. Uống nước vô. Lấy nước uống vô con. Để nó nó cục đó. Em. Hỏi em ơi. Sao vậy? Buổi tối hạnh phúc của bà bầu còn mấy bữa nữa rồi đi đẻ rồi mọi người ơi. Sao vậy? Ba. Con nói chuyện với em đi, mẹ quay lại. Hả? Gì? Bà đang mất ra cho mẹ bầu. Mẹ mày tâm quay kìa. Mẹ bầu mấy bữa nay á, nặng nề mệt mỏi đau lưng đau người mọi người ơi. Mệt lắm. Nói hồi đó hồi nãy mới nói hồi đó em có bầu một tuần anh hả, cưng như trứng hứng như hoa mà sao đứa này mệt quá mà nó không mát xa sao đó với tay ra. Hello cô chú. Hello cô chú đây nè. Hello chú. Cô chú đang làm gì đó? Cô chú đang làm gì đó? Đi xuống lấy nước bình nước uống con, lấy nước cột kìa mẹ đi. Nathan. Em tâm quản gì đó em. Hả em? Âu. Gì đi con. Xuống lấy mình nữa đi. Trời ơi, hạnh phúc lắm. Mai mốt có thêm một cu ra nữa. Trời mọi người ơi. Nè đi. Nè bữa nay nè, em còn có mấy nha. Dạ. Em còn có mấy bữa nữa rồi. Là đi đâu đó vậy? Đó sao đi? Đi ngoài này nè. Cập ra đời nha. Rồi còn có mấy bữa nữa là cập con ra đời rồi. Kệ anh, mai mốt mà có con rồi cái anh thức khuya cái anh bớm bớt. Đi làm hết chưa? Thiệt không? Đi lại lại lấy bình nước đi, bà chỉ cho uống nè. Bà chỉ cho uống rồi về, cho nó hết rồi. Này đi, con thiếu nước đó. Con thiếu nước nó cho nên nó mới nắc cục con đó. Con chịu uống nước vô đó bởi gì? Nè bây giờ rồi lại đây, bà ngồi xuống, bà chỉ cho. Này nấp vô một chút xíu thôi. Ngồi, buông ra. Này nấp tiếp. Rồi buông ra. Rồi ngớp tiếp. Rồi buông ra. Rồi ngớp tiếp. Rồi buông ra. Năm rồi đó. Rồi sáu. Rồi thúc mạnh vô. Thúc thiệt mạnh vô luôn. Bỏ thấy không? Hết chưa? Thấy không? Ghê ghê ghê. Nghe chưa? Nghe chưa? Nghe chưa? Nghe chưa? Nói chuyện em đi. Này hỏi em ơi, em khỏe không đi? Em khỏe không? Là bây giờ con... Có con còn nốt cổ quá. Thôi, con xạo quá. Rồi con nằm bên đi, con nằm bên nè. Ok. Nói chuyện với em đi. Chân mẹ nó bị nè. Chân gì? Bị gì? Mẹ bà nằm nằm giống ba vậy nè. Đó, massage cho em mẹ, nè. Mẹ có quay không? Nè, massage cho em đi. Mẹ lên. Nè, con Vinh. Điên Tường ơi. Ủa, tại con. Tại con ngưng mặt. Ủa, nó bóp vô mặt. Nghe, con gái khỏe mạnh nằm trong 2 tuần nữa nha con ơi. Nằm trong 2 tuần nữa cho
cho mấy cơ thể của mình nó được cứng cáp nha con. Ừ, cho cơ thể của mình được cứng cáp nha. Rồi.